giới chức quân đội mỹ cũng như một số chuyên gia dự đoán yếu tố hải quân trong xung đột giữa nga và ukraine sẽ có vai trò nhỏ hơn trong năm nay dù cuộc xung đột phần lớn diễn ra trên bộ và trên không nhưng vẫn có sự góp mặt của hải quân trong năm đầu tiên tuy nhiên trang tin breaking defense dẫn lời hai sĩ quan cấp cao của hải quân mỹ nhận định vai trò của hải quân sẽ giảm hơn nữa trong năm nay theo hai sĩ quan này, lý do liên quan trực tiếp đến một thành công chiến lược ít được nhắc đến của Kiev là đẩy hàm đội biển đen của Nga ra khỏi không gian có thể tiến hành các cuộc tấn công tự do ngoài khơi bờ biển Ukraine. Đô đốc Michael Gilday, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ hồi đầu tháng 2 nói Ukraine đã thành công ở Biển Đen nhờ xác định mục tiêu hiệu quả và sử dụng các vũ khí mà phương Tây đã cung cấp. Chuẩn đô đốc Mike Stutman của Hải quân Mỹ cũng nhận định trận chiến ở Biển Đen đến nay phần lớn đã kết thúc khi Ukraine đảm bảo khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập. Theo ông Stutman, dù hạm đội biển Đen Nga vẫn phóng tên lửa vào Ukraine, nhưng nhiều sức mạnh khác đã bị vô hiệu hóa. Theo trang Breaking Defense, nhiều nhà phân tích quân sự khác cũng thống nhất với quan điểm trên. Ông Dmitry Gorenberg, nhà nghiên cứu cấp cao tại CNA, một cơ quan nghiên cứu và phát triển cho chính phủ Liên bang Mỹ tài trợ cho rằng, hải quân Nga hiện chỉ có thể bắn tên lửa dẫn đường chính xác vào các mục tiêu hạ tầng ở Ukraine. Trong bối cảnh Nga không còn nhiều tên lửa thì năng lực này cũng không còn quan trọng. Ông Sebastian Burns, nhà nghiên cứu tại Viện Chính sách An ninh tại Đại học Kiel, Đức, đề cập một số diễn biến mới có thể khiến biển đen dậy sóng. Đó là việc Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Menik đã đề nghị Đức viện trợ tàu ngầm. Tuy nhiên, cả trong trường hợp Đức, Mỹ hay một nước NATO khác, viện trợ tàu ngầm cho Ukraine thì cũng chưa chắc sẽ đưa được tàu này đến Biển Đen. Lối ra vào chính của Biển Đen là Bosphorus, một eo biển do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát và được quản lý bởi một thỏa thuận quốc tế được gọi là Công ước Montreux. Thỏa thuận có những hạn chế nghiêm ngặt về việc tàu chiến nào có thể đi vào Biển Đen và những quy định đó được thắt chặt khi xung đột xảy ra. Theo nhà nghiên cứu Cornell Overfield, Công ước Montreux chỉ đảm bảo cho bộ tàu chiến đi vào Biển Đen nếu nó đang quay trở lại căn cứ của mình. Điều đó có nghĩa là một tàu chiến mới mà nước ngoài tặng cho Ukraine sẽ không được hưởng quyền quay trở lại này và vì vậy có thể không được cho đi vào Biển Đen. Ông Overfield nhắc đến việc Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3 năm 2022 đã không cho phép tàu chiến Nga đi qua eo biển Bosphorus vì không có cảng nhà tại Biển Đen. Kể cả nếu Kiev có thể tuyên bố rằng tàu chiến mới nhận có cảng nhà ở Biển Đen, thì chuyên gia Overview cho rằng Ankara có lẽ sẽ không chấp nhận. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.